chào quý vị, kính chào bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi chương trình Bạn của Nhà Nông của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Phần đầu chương trình sẽ là thông tin về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Một câu chuyện nhà nông, chúng ta cùng tìm hiểu về chiếc máy gieo hạt thế hệ mới vừa được cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2012. Thưa bà con, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đánh giá như là yếu tố quan trọng làm tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm nông sản, cũng như giúp giải phóng sức lao động cho người nông dân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới bà con về chiếc máy đã giúp ích rất nhiều cho người làm vườn của tỉnh Lâm Đồng. Sau đây mời bà con cùng theo dõi. Đây là chiếc máy gieo hạt thế hệ mới được ông Lê Thanh Trị ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tự thiết kế và lắp đặt. Chiếc máy này vừa được Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương cấp chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2012. Chiếc máy gieo hạt này ra đời sau những lần ông chị đến thăm các vườn ươm cây giống ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tận mắt thấy những người làm vườn quá vất vả, từ việc đóng đất vào bịch đến việc gieo hạt tưới nước đều làm thủ công. Ông chị suy nghĩ, chăn trở làm sao để giảm bớt nỗi vất vả của bà con. Vốn được đào tạo cơ khí, máu nghề nghiệp nổi lên, ông bắt tay vào nghiên cứu và lần lượt cho ra đời nhiều loại máy hữu ích, trong đó đặc biệt phải kể đến chiếc máy gieo hạt tự động mang ký hiệu ASM02. Khi đã đến với các vườn ươm thì tôi thấy là tại sao vườn ươm lại làm thô sơ quá, lại sử dụng lao động bàn tay. Sau đó tôi mới nghĩ ra những cái máy đầu tiên để phục vụ cho các vườn ươm, để giảm bớt tiết giảm lao động và hạ giá thành cho người nông dân. Thì đến nay tôi đã có tất cả là 12 sản phẩm để phục vụ cho vườn ươm. Trong đó thì cái máy gieo hạt thế hệ mới mà các vườn ươm hiện nay đang quan tâm rất nhiều, tại vì nó mới thật, nó mới ở những chỗ là tôi nhìn tất cả những cái dòng máy trước đó nó có những lỗi gì. Sau một quá trình nghiên cứu thì tôi đã xóa bỏ tất cả những lỗi đó để áp dụng vào cái máy của chính mình. Sau khi áp dụng vậy thì tôi lại tiếp tục cải tiến thêm nhiều cái chi tiết khác. Máy tôi đã đạt được một cái kết quả tối ưu hiện nay. Máy hiện nay bán rất là chạy, phục vụ cho bà con. Và mình cũng cố gắng là đem cái lợi nhuận cho bà con mỗi lúc mỗi cao hơn, để góp phần cho cái nông nghiệp mình càng ngày càng tiến bộ. Và cái người nông dân á, tuy là không hưởng được cái giá thành giảm trực tiếp, nhưng mà cũng là gián tiếp qua vườn ươm. Chiếc máy gieo hạt ASM02 được ông chị nghiên cứu, lắp đặt hoàn chỉnh trong khoảng 2 năm. Máy có kích thước dài 1,2m, cao 1,2m và rộng 0,72m. Khắc phục những nhược điểm của các loại máy cũ và những loại máy đang bán trên thị trường, chiếc máy gieo hạt của ông chị có nhiều tính năng vượt trội, như các thao tác của máy hoàn toàn tự động, sử dụng khay xốp theo chiều dài hơn nên năng suất tăng gần gấp đôi, mỗi giờ gieo được hơn 300 khay. Máy có thể điều chỉnh được tốc độ và theo kích cỡ khác nhau của hạt giống. Tự động thông kim, không bị tắt kim. Máy có phễu định vị nên hạt giống được gieo đúng vào lỗ, không cạnh tranh ánh sáng nên cây giống mọc đồng đều và khỏe mạnh. Chỉ trong vòng gần một năm kể từ khi cho ra đời chiếc máy gieo hạt thế hệ mới, ông chị đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hàng chục chiếc máy được các nhà vườn đánh giá rất cao. Cái máy này nó sử dụng bằng hơi, nó bỏ hạt là rất đều và không có bị lỗi nhiều. Thì chẳng hạn như bây giờ là một cái vỉ như vậy, theo tôi trước đây mà chưa có máy á, hay là những cái máy dòng trước á, thì nó bỏ là hay bị lỗi, chẳng hạn như bị chỗ này là bị trống, rồi bị hạt đôi. Đó. Rồi thì bây giờ qua cái thế hệ này máy của anh thì bỏ là hầu như là nó kín được hết cái vỉ này mà không bị hạt đôi. Thì tôi thấy qua như vậy là nó tiết kiệm là được hạt giống này, được công này, được đất này. Nếu mà nói về cái mức độ phần trăm thì phải nói cái máy này nó đạt được khoảng cỡ chừng 95% so với cái trước khi mà chưa có cái máy này thì tụi tôi là phải sử dụng bằng
tay bằng nhân công. Thì một ngày khi mà tôi tham quan cái máy này và tôi quyết định tôi sẽ mua để tôi làm, thì tôi thấy nó rất hiệu quả, là hàng ngày tôi có thể tôi tiết kiệm được từ 3 tới 4 công. Đó, thì trong vòng, nếu mà tính kinh tế thì tôi nghĩ là trong vòng khoảng cỡ chừng 6 tháng cho tới 7 tháng thì tôi nghĩ là cái thu hồi vốn là mình đã có thể thu hồi được. Máy mới có một cái ưu điểm là nó bỏ hạt ít bị nỗi, tức là đa số là bỏ hạt một, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ là hạt giống bây giờ rất đắt, hạt giống rất đắt thì nó sẽ giảm được cái hạt giống đôi phải loại đào thải qua quá trình bỏ hạt đôi vứt đi. Thì rõ ràng nếu cái máy mới so với máy cũ, cái đời cũ thì nó, nếu mà giá thành nó sẽ tăng được khoảng cả 30%. Nếu là đấy nè, 30% thì nó gồm có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là đỡ được tiền hạt. Yếu tố thứ hai là giảm được công dồn. Đó, tức là công dồn trong vỉ. Chúng tôi là cũng là người sản xuất giống má thì cũng cảm ơn được những người đã làm ra cái máy móc, từ cái máy bỏ hạt đến cái máy đóng vỉ. Vì có những cái máy bỏ hạt thì cái máy đóng vỉ đưa vào thì giá thành nó mới giảm được, để phục vụ cho người nông dân được cái giá nó cạnh tranh, nó rút được cái giá so với cả làm thủ công. Làm thủ công thì phải giá thành nó cao hơn. Chiếc máy gieo hạt nhiều tiện ích của ông chị đã giúp người nông dân tiết kiệm công lao động, thời gian, chi phí hạt giống, làm thay đổi nhận thức và cách làm mới cho nông dân, góp phần cơ giới hóa các vườn ươm và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Cùng với chiếc máy gieo hạt, ông chị còn cho ra đời nhiều loại máy hữu ích khác, có thể ứng dụng và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Có thể nói, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong giai đoạn hiện nay là điều tất yếu, giúp giảm giá thành và tăng chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới.